Trong giấc mơ của ông lão trồng hoa là chập chờn ruộng hoa rộng mênh mông, là ngôi làng ven đô với những nếp nhà siêu vẹo bên luống hoa thẳng tắp, là những hương hoa đua nhau khoe sắc, nào hồng, nào cúc, nào huệ, nào nhài, những cánh hoa nở bung dưới nắng hay chúng chím chờ đến độ, tất cả như thực, như mơ, cứ lần lượt hiện về. Trong vườn hoa rộng mênh mông ấy, ông lão thấy người mẹ già đang lặng lẽ với những luống hoa, mồ hôi bà rơi xuống, thấm sâu vào từng thớ đất. Rồi mẹ ông nhoẻn miệng cười khi đứng trước ruộng hoa của gia đình, trên tay là những mớ hoa hồng còn nguyên sương sớm. Hà Nội bắt đầu vào thu, những cảm xúc bất chợt khiến cho người ta muốn quay về quá khứ, tìm lại cho tâm hồn chút bình yên. Bước chân của kẻ sĩ tìm đến làng hoa Ngọc Hà, những mong gợi lại trong ký ức xa xăm của những bậc cao niên trong làng, hình ảnh chân thực nhất về một làng hoa và cuộc sống của những người suốt đời vun trồng cái đẹp. Theo sử sách còn ghi chép lại, ở mạn Nam Hồ Tây, chỉ cách bờ hồ tầm một con đê, vốn là bức tường bao phía bắc Hoàng Thành Thăng Long. Làng Hoa Ngọc Hà ra đời ngay trên khu vườn thượng uyển của các vị vua cuối triều Lý. Người xưa đã lấy tên của dòng Ngự Hà chảy qua khu ngự uyển này, đặt tên cho làng là Ngọc Hà như ngày nay. Cái tên Ngọc Hà từ lâu đã đi vào thơ ca, nhạc họa với bao yêu thương, trìu mến. Chỉ cái tên thôi cũng cho người ta thấy sự tinh tế đến lạ kỳ. Giếng Ngọc Hà vừa trong vừa mát, hoa Ngọc Hà thơm ngát gần xa. Hỏi người xách nước tưới hoa, có cho ai được vào ra chốn này? Hay ngày rằm đi chợ mua hoa, phải chờ thấy gánh Ngọc Hà mới mua. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ thấy Ngọc Hà quan trọng nhường nào trong đời sống tinh thần của người dân đất Thăng Long kẻ chợ. Trong tâm trí của những người dân kẻ chợ, làng hoa Ngọc Hà như một bức tranh muôn màu sắc, ngát hương thơm của các loại hoa. Tình cảm trìu mến ấy luôn có trong những người con của mảnh đất Thăng Long, của những người yêu Hà Nội. Bức tranh ấy cứ vấn vương quyến luyến, cứ thôi thúc người ta đi kiếm tìm một chút gì xưa cũ. Hoa Ngọc Hà bởi vì nó có tiếng nữa. Tức là sản xuất ra giống. Giống thì lại mình phải lấy ở bên từ bên Pháp ấy, về giống ở đây đâu. Chẳng hạn là Violet thì đấy gọi Violet là tiếng của Pháp rồi. Hoặc Gendelou. Đấy còn Layard. Đấy cái. Đấy. Thế thì các cái loại hoặc Magic. Đấy thì rồi là Phăng. Đấy, hoặc Phăng. Đấy cũng là tên Pháp. Đấy các cái loại giống đều phải mua bên Pháp hết. Thế sau đó về đây mình mới lai tạo dần dần. Cái có thể là sau này là chúng tôi là kể cả phăng không cần phải gieo hạt mà dâm bằng mầm. Buổi sáng thì là tưới bằng ổ giò sóc hai thùng dầu với thùng mỡ ngày xưa đấy, vuông vuông đấy. Ở hai đầu đòn gánh có hai con quay sóc tưới, nói chung là tưới được khoảng 2 tiếng thì là thôi, thì là bắt đầu là lại đi cuốc đất đập đất. Rồi sáo luống lên mà rồi vét đấy. Thế rồi là sau đó rồi tức là dầm đấy, chỗ nào mà cần phải dầm là dầm, xong rồi tưới phân do vào đấy. Tức là nếu mà nói về tưới màu ấy thì cứ dầm hôm nay thì phải 2 hôm sau mới tưới được để cho khô lỏ đất đấy, sau đó rồi mới tưới vào thì để cho
phân nước nó bám vào các cái hòn đất ấy, nó khô mà thì bám vào đấy, sau đó là tưới hôm sau nữa là tưới nước thì nó bắt đầu tiết dần ra. Đấy là quy trình làm. Đấy, thế còn thì hoa thì cứ cắt từ chớm trước để hôm sáng sau các cụ các bà ấy đi bán sớm. Đấy. Nói chung là vui, thích. Thế thì nói về đi bán hoa ấy thì nói chung là các cụ bà ấy thì các cụ bà mà bán hoa cúng ấy thì là đi phải gánh hoa đi rong bán được các phố, thế thậm chí là bán cả hoa treo để cho các nhà người ta cúng, thờ cúng. Đấy, thế còn thì các cô con gái tức là trẻ trẻ thì là bán ở các quầy hàng, chẳng hạn là Bô La Tràng Tiền, thế là chợ Hôm, chợ Đồng Xuân, rồi là chợ Hàng Gia, nói chung các chợ đều có các quầy hàng cả. Thì các cái quầy ấy là bán hoa cảnh, riêng các cụ bà gọi các trung niên ấy thì là đi bán hoa cúng, và già hơn nữa là bán hoa cúng đi các phố, thậm chí là các gia đình người ta còn bán, người ta làm thờ điện mà đấy, thì người ta mua hoa tháng thì bán hoa treo, các cụ gói bảy đĩa đấy. Ngày ấy Ngọc Hà nức tiếng bởi những giống hoa quý lạ, bởi cách chăm hoa cầu kỳ tỉ mẩn. Các cụ kể lại thời cổ làng Ngọc Hà chuyên trồng các loại hoa ngát như hoa ngâu, sói, hoàng lan, ngọc lan để bán cho người chơi hoặc thắp hương. Các bà, các chị đi chợ thường mua hoa cành hoặc các loại hoa ngát bọc trong lá chuối, buộc lạt cho hương không bay mất. Người ta mua về đặt cả gói lên đĩa. Rồi đến các loại hoa quý được lấy giống từ nước ngoài như hoa cẩm chướng, thực dược, lay ơn, băng xê. To nhất, chuẩn nhất thì mang vào đình, mang vào đền, mang vào chùa để cắm. Đấy, kể cả ngày Tết, kể cả ngày lễ, kể cả ngày bình thường. Đấy. Thế nhưng đến bây giờ mà nói thì không còn nữa. Đấy, bây giờ thì nếu ấy thì toàn ra ngày này mua đấy. Đấy. Nhưng mà trước đây thì nó phải như thế. Tức là hoa gì gọi là đẹp nhất thì mang vào dâng thánh. Đấy. Và đồng thời gia đình nhà mình thì phải dâng tổ tiên. Đấy, thì lúc bây giờ mới đi bán. Có nơi nếu mà nói đến ngày rằm, ngày lễ thì ai cũng phải dùng hoa con ạ. Ai cũng phải mua hoa để cắm, để tưởng nhớ những người của trong gia đình mình, tổ tiên mà đã, các cụ đã ra đi, thì muốn là khấn đến cái ngày ý là có mặt và cố gắng làm sao mà về một trong hai bác là đứa con của cụ nhà mình là cụ về. Đấy là một cái bông hoa nào muốn làm sao cho nó thật đẹp con ạ. Thế còn ấy, ở nhà cũng thế, mình ở nhà này các con mà đến mà có cái độ thường xuyên là các bác cắm 5 bông 3 bông thôi, tự nhiên trong nhà nó sáng sủa. Thế còn nói thật là ăn uống như thế nào thì mình không cần biết con ạ, ăn thế nào trong việc thôi. Nhưng mà cái bông hoa nó làm cái tâm hồn mình lúc nào nó cũng vui vẻ mà nó trẻ con ạ. Thời bao cấp, chẳng ai là không biết đến, không yêu làng hoa Ngọc Hà. Ngày rằm mùng 1, chợ hoa Ngọc Hà họp suốt một quãng dài đến cả cây số. Tại những cửa hàng bán hoa Ngọc Hà trên những con phố lớn, người ta xếp hàng để mua bằng được hoa chính gốc Ngọc Hà về chơi.
Cả làng có đến vài trăm hộ trồng hoa, từ sớm tinh mơ đến sẩm tối, trên ruộng hoa lúc nào cũng có người vun sới. Từ sau năm 1985, Hợp tác xã Hoa Rau Ngọc Hà giải thể, đất được chia cho các hộ dân, rồi người làng chẳng còn thiết tha trồng hoa nữa. Theo thời gian, ông Bộ chứng kiến người ta nhổ đi từng bụi hoa, phá từng luống hoa để bán đất làm nhà. Có những lúc, những mảnh vườn lộng lẫy sắc màu đã biến thành công trường xây dựng với đủ thứ gạch ngói, máy móc. Rồi những tòa nhà cao tầng thay thế cho những ruộng hoa. Càng nhiều nhà cao tầng mọc lên, đất trồng hoa càng ít. Còn đâu nữa cái giống hoa ở làng Ngọc Hà? Con cháu đời sau chỉ biết làng hoa Ngọc Hà trong sử sách. Buồn vì một làng hoa nức tiếng giờ chỉ còn trong ký ức. Làng hoa Ngọc Hà hôm nay không còn vương lại chút dấu tích gì của một làng hoa cổ trên đất kinh kỳ. Bốn bề làng hoa giờ là những ngôi biệt thự, những nhà cao tầng sừng sững, là ngõ nhỏ san sát cửa nhà, chỉ đủ lọt lối cho xe máy đi qua. Ngọc Hà nước danh thơm giờ đã thành phố xá, nhà cửa ken chặt. Người Hà Nội xưa dù có tiếc nuối vẫn phải nhường mình cho nền kinh tế thị trường, cho những đổi thay của thời cuộc. Khi mà thời của tấc đất, tấc vàng, người ta cũng phải nhắm mắt cho qua những gì gọi là xưa cũ, là một phần máu thịt trong ký ức đang dần mai một. Nói chung là nắm lúc nghĩ cũng tiếc, nhưng mà không làm là được, bởi vì nó mất mát quá lớn rồi. Chứ còn thực tế mà nếu mà gọi là nó không có vấn đề mà gọi là đô thị hóa mà. Mà vấn đô thị hóa này thì nó cũng đúng thôi, bởi vì rất nhiều quá mà cứ đến thì không có chỗ ở thì lúc bây giờ lại làm ăn thì hoa hương thì bán kém thì buộc lòng phải bán đi bớt ít đi, bán đi dần dần là cứ bán dần thế này thậm chí hết. Ngày xưa thì cứ ngủ dậy bước chân ra khỏi cổng là đã nhìn thấy hoa Ngọc Hà rồi đấy. Thế từ cái chỗ đó mà cái làng hoa Ngọc Hà ngày xưa là nó rất là nổi tiếng. Nhưng sau cái thời cơ chế nó thay đổi thì coi như là làng hoa Ngọc Hà là cứ thu hẹp, bớt. Thế người ta bán biết đi, dân ở các nơi người ta mua về người ta sẽ xây nhà tầng. Thế từ cái chỗ đó bây giờ là làng hoa Ngọc Hà nó thay đổi rất là lớn. Mà bây giờ ai vào làng hoa Ngọc Hà là người ta cứ gọi là làng mọc nhà, chứ không phải làng hoa nữa. May mắn thay, giữa những khối bê tông sừng sững, những phố xá ken chặt xe cộ, một mảnh vườn xanh mướt, ngát hương, đủ rộng để người ta tìm về miền ký ức. Nép mình giữa phố vẫn còn sót lại một mảnh vườn cuối cùng của một lão nông cổ hủ, trọn đời gắn bó với nghề trồng hoa. Đó là gia đình ông lão Trần Nguyên Bộ. Ngôi nhà cấp 4 xây kiểu cũ với chiếc cổng sắt đã hoen rỉ màu thời gian. Bên hiên, chú chim họa mi nghền cổ hót trong veo giọng ca thiên phú. Góc sân dợp cây với đủ loại giống hoa, ngỡ như được trở về với ngày xưa, ngày của làng hoa Ngọc Hà với bức tranh muôn màu sắc. Mảnh vườn khoảng 300m2 của gia đình ông lão, nếu tính đất thì có vẻ rộng, nhưng để trồng hoa thì lại là nhỏ. Những mảnh đất hương hỏa ông bà để lại cho gia đình ông lão cũng như nghiệp trồng hoa truyền thống từ bao đời, ông lão đang cố công gìn giữ, vun sới, truyền lại cho con, cho cháu. Bây giờ thì cái nghề truyền thống của gia đình nhà tôi vẫn giữ lại, bởi vì làng hoa Ngọc Hà nó đã có truyền thống từ thời Pháp cho đến bây giờ tôi vẫn còn liên tiếp. Từ chỗ đó gia đình nhà tôi động viên các con cái cố gắng giữ lấy cái nghề truyền thống của gia đình.
Nghề trồng hoa của gia đình ông đã hơn một thế kỷ. Ông Bộ vốn là cựu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ, thuộc sư đoàn 308, tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào, rồi chiến dịch 12 ngày đêm trong lực lượng Bộ Tư lệnh Thủ đô. Khi phục viên, ông Bộ trở về làng hoa, theo gia đình làm nghề trồng hoa. Nhà ông có 5 anh chị em, trước đây cùng làm hoa cả, nhưng giờ chỉ còn mỗi ông là theo nghề trồng hoa truyền thống. Không chỉ ở trong gia đình mà cả cái làng này, ông là người duy nhất còn gắn với ruộng đất. Mảnh vườn được xếp vào khu đất vàng của làng với hai mặt tiền là hai con ngõ lớn. Đã có nhiều người muốn mua mảnh vườn của ông lão với giá cao để xây biệt thự. Nhiều người khuyên ông nên bán đi rồi xây nhà cho 4 người con trai của ông. Họ cũng đã lập gia đình và 2 người con trai sống cùng ông trong căn nhà cấp 4. Đôi lúc, ông cũng suy nghĩ về cuộc sống khó khăn của con cháu. Nhìn những gia đình khác sống trong ngôi nhà cao tầng hiện đại, người ta đi xe máy đắt tiền, cuộc sống của họ có phần đổi thay dư giả. Ngoảnh lại, thấy cả mấy gia đình con cháu nhà mình vẫn chui ra chui vào căn nhà cấp 4 cũ. Mọi sinh hoạt còn nhiều bất tiện, cuộc sống gắn với vài luống hoa trong mảnh vườn nhỏ, ông không khỏi chạnh lòng. Trước bàn thờ tổ tiên dòng họ, ông Bộ đứng trầm ngâm, rồi lầm rầm khấn vái. Bất giác, ông lão cười một mình và lắc đầu trong im lặng. Ông Bộ chỉ buồn cho nét truyền thống đẹp của làng, của đất Văn Hiến đã không còn nữa. Nhiều lúc ông nghĩ, giá như làng hoa mà cứ như hồi xưa, có khi sẽ là điểm du lịch độc đáo giữa lòng thủ đô. Người ta sẽ đến xem dân Hà Nội gốc làm vườn. Thế nhưng, giờ nét duyên trong lòng phố đã mất, chỉ còn mỗi mảnh vườn nhỏ của gia đình ông. Nghĩ đến đây, ông càng muốn gắn bó với mảnh vườn hương hỏa này, càng muốn giữ nghề trồng hoa cho hậu thế. Sau mỗi câu chuyện ấy, ông lại lặng lẽ ra vườn, hì hụi, tỉ mẩn vun xới, chăm bẵm từng gốc cây. Bàn tay của lão nông Hà Thành đan chéo đường ngang dọc và những nếp gấp của thời gian vẫn cần mẫn tưới tắm. Con tôi thì nó cũng còn một hai anh vẫn còn theo đuổi cái nghề truyền thống của bố mẹ. Từ cái chỗ đó thì tôi vẫn giữ lại. Đấy, để coi như sau này nếu mà tương lai các con nó còn giữ lại cái truyền thống của cha ông thì đấy là một cái tốt. Đấy, còn sau này nó thay đổi như thế nào thì tôi cũng không rõ, còn như là trước mắt bây giờ có nhà, gia đình tôi còn đấy, hai vợ chồng còn đấy thì vẫn cố gắng, tức là cho các con theo đuổi cái nghề truyền thống của gia đình. Em thì mới lớn lên thì cũng chưa biết làm đâu, nhưng cũng đi theo bố thì cũng biết, thì nhiều gia đình thì cũng làm hoa rồi bán được, đâm ra họ vẫn làm. Không, lớn lên đến thời các con ý, không mặn mà ấy, muốn làm cái nghề nó khác hơn thì đâm ra lại có sự thay đổi lớn như thế. Các anh con trai của ông cũng không muốn bán đi mảnh vườn, dù sinh hoạt gia đình có chút chật chội. Mấy thế hệ cùng sống trong căn nhà cấp 4 ấy, nhưng thật đặc biệt, các con dâu của ông sống với nhau rất nền nếp, trên dưới, tuyệt nhiên không có xích mích hay to tiếng với nhau bao giờ. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình ông mà không phải nhà nào cũng có được. Với những người cao niên trong làng hay những người yêu Hà Nội, công việc và mảnh vườn của cha con ông Bộ lại là những điều mà họ vô cùng trân trọng. Đối với họ, những ký ức xưa cũ đã mất đi, có bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại. Với những người nặng lòng, dường như người ta chỉ muốn tìm về những điều xưa cũ, giống như một người con xa quê, nay tìm về để thấy lại chút tuổi thơ thân thuộc.
làm sao nó trở lại như cái lúc mà bác chỉ có 20, 25 đấy, là bác muốn như thế. Mâm cao gỗ đầy mà không có bông hoa, không có nghệ sĩ, mà các bác không phải nghệ sĩ, nhưng mà các bác mà nhìn qua cái lọ hoa này sang cái lọ hoa kia, các bác có được học đâu. Nhưng mà tự nhiên là mình cắm lên thì mình thấy nó rất là vui vẻ trong nhà, mà rất là đẹp, rất là sang trang con ạ. Hà Nội giờ khác xưa nhiều quá. Cũng vẫn những mệt hoa đủ màu sắc, khí thu lành lạnh, nắng vẫn hanh, nhiều làng hoa mọc lên xung quanh thành phố. Nhưng Ngọc Hà thì gần như mất hẳn. Người ta cứ mua xong người ta CO đấy. Xong mình nhìn thấy đất nó bỏ hoang mình tiếc lắm. Mình ra mượn. Mượn thì chẳng có tiền giả người ta đâu. Mà mình cứ mượn để mình lấy sức ra làm nhà. Như con ơi, không thể quay lại được nữa. Trông rất là tiếc. Nếu mà nghề hoa còn ấy thì là ngày Tết người ta vào rất là đông. Đấy, tấp nập hết đoàn này đến đoàn khác. Đấy, và những toàn những cái người mà chơi hoa sành sỏi người ta mới vào làng hoa Ngọc Hà để người ta chọn những cái bông hoa. Những lúc này nó cũng đau như không biết làm nào, bởi vì một số người thì các bằng trang như chúng tôi thì mất dần. Đấy, thế còn cái lớp trẻ thì cũng về, nhưng mà giờ nó cũng kiểu thở. Lúc thương nghĩ thương hại, tại cái lớp chúng tôi mất đi rồi là thương hại. Nghe thật buồn. Vẫn biết cuộc sống phải đổi thay để theo kịp thời cuộc. Cuộc sống luôn có sự hy sinh, để phát triển hiện đại phải đánh đổi những thứ xưa cũ. Nhưng có chút gì nghèn nghẹn ở trong lòng, như người ta đánh mất đi một kỷ vật thiêng liêng, vô giá. Sớm nay, ông Bộ ra vườn chọn những cành cúc vừa chớm nở mang ra đình làng, dâng lên Đức Thành Hoàng Làng, vị thánh đã phù hộ cho người dân của làng hoa Ngọc Hà bao đời nay. Lời thì thầm với trời, Phật, Thánh Thần, với các vị tiền nhân của ông Bộ cũng là trăn trở của những người nặng lòng với mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, để đời sau, con cháu vẫn còn nét thanh tao của người Tràng An.